một bạn mà mình nhìn hình ảnh mình đúng kiểu dạng như là hình ảnh gọi là crush. Đây là gu mà mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là chỉ vui thôi. Các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn này. Sẽ là ngồi ngoài cùng. À không, hai người luôn. Ngồi cùng nhau, ok. Các bạn nhìn nhé, ngồi cùng nhau đó. Đó, các bạn đeo kính này và các hello tất cả mọi người. Sau buổi họp sáng của ngày đầu tiên YouTube thì bọn mình sẽ đi ăn. Và ok, đây là phòng ăn của toàn bộ cuộc họp ngày hôm nay. Thì có khoảng hơn 100 kênh, đâu đó hơn 100 kênh của châu Á Thái Bình Dương ở trong này. Và họ chia bàn ra thành hình các con, để các con vật ấy, để mà họ ngồi mix với nhau để làm quen các kiểu. Ở trong này nếu tính trung bình mỗi một kênh có khoảng tầm 2 triệu sub, tính trung bình bởi vì có một số kênh 6-7 triệu sub lận. Thì 2 nhân với 100 là khoảng đâu đó khoảng 200 triệu sub, tính kể cả là có những người sub nhiều kênh. Nhưng mà bởi vì rất là nhiều nước khác nhau, rất là nhiều tôn giáo, khu vực khác nhau là khoảng đâu đó khoảng 200 triệu người subscribe, có 200 triệu subscriber trong căn phòng mà chúng ta sẽ cùng đi xem nào. Ở trong này thì YouTube cũng chăm sóc rất là kỹ, có rất là nhiều bạn mà đứng cầm bảng của các khu vực để mà chọn món, rồi thì là tiếng của các khu vực. Phía bên này là rất là nhiều youtuber và phía bên này là nấu đồ ăn. Ở bàn này là bàn monkey, là bàn con khỉ. Thì Việt Nam đó, Chris đang ngồi ở đây, ngồi cả Chris đang gật đầu lia lịa cùng với lại các youtuber khác. Ở bên này là bàn sheep, là bàn con dê gì đấy. Bàn con dê thì có người Việt của chúng ta có banana chuối. Con Trang cũng là makeup cũng là người Việt ngồi ở đây. Bàn này chỉ có hai người Việt. Ok, các bạn bàn anh toàn Việt. Có một số bàn khác thì là Hàn Quốc. Ở trong này là rat là con chuột. Rồi horse là con ngựa. Họ cũng trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Đây là tất cả các nước nói với nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Phía bên này vẫn là của Doreen và Trà, là những người hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều, đại diện Việt Nam. Bàn ăn của bọn mình, vị trí của mình ngồi sẽ ở đây. Và đây là vâng, gương mặt hết rỗi rồi, bây giờ hết rỗi rồi, cửa sạch đây là hết rỗi rồi. Và đây là Hương Mitch. Hương Mitch là Hương phù thủy à? Hương phù thủy. À, mình chỉ cho các bạn một bạn. Một bạn mà mình nhìn hình ảnh mình đúng kiểu dạng như là hình ảnh gọi là crush. Đây là gu mà mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là chỉ vui thôi. Các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn này. Sẽ là ngồi ngoài cùng. À không, hai người luôn. Ngồi cùng nhau, ok. Các bạn nhìn nhé, ngồi cùng nhau đó. Đó, các bạn đeo kính này và các bạn đội mũ này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đội mũ với đeo kính. Các bạn nhìn thấy không? Ta ngồi ngay góc rồi này. Đấy, họp hành rất là nhiều. Và mình lên ngủ một xíu thì bây giờ là khoảng 6 giờ tối. Bây giờ bọn mình được chăm sóc rất là kỹ các bạn ạ. Có người thiếu tiếng Việt, người thiếu tiếng Trung Quốc. Nói chung là ngồi đầy đủ ở tất cả các nước mình đi đều có người chăm sóc. Rất là tốt mà bọn mình được chỉ ra xe số 1. Ở đây có khoảng tầm chục cái xe, mười mấy cái xe. Nên là I speak English là người đấy sẽ nói tiếng Anh để hỗ trợ, còn I speak Việt là hỗ trợ tiếng Việt. Ok, giờ các YouTuber đi ăn ở đâu đây? Let's go. Bàn số 1 thì có các YouTuber khác, có Chris Table. Phía bên này cũng là bàn, có một số bàn. Hello. Soju and beer. I'll be the English translator. Yeah, okay, so a little bit of this is absolute madness.
What the hell, man? Ok, đây là sân chơi được pha của người bạn Hàn Quốc. Ok, what a map, đúng không? Đây là what a map, right? What a map. Let's get checked, man. Lớp, lớp. How do you feel, bro? Fuck my face, man. Vâng, và bây giờ thì là bữa tiệc nhẹ đầu tiên sau bữa tối của ngày đầu tiên ở Hàn Quốc với YouTube. Đầu tiên là khu vực bên trái là khu vực chụp hình rất là quen thuộc của YouTube với tên của mình ở đây này. Mình có cái hình chụp tên của mình là Piu Piu đây này, các bạn nhìn thấy không? Đây này, Piu Piu. Có tên của mình và tên các kênh ở đó. Phía bên này sẽ là một cái bar để mọi người gọi đồ uống. Và mình chưa biết là uống gì cả, mình đợi tí nữa đông đông hơn rồi xem mình uống cái gì, chứ mình cũng không uống được nhiều. Phía bên này sẽ là khu vực đồ ăn, rất là nhiều loại đồ ăn khác nhau như là trái cây, đùi gà nướng, các loại nước sốt, pizza, chip, đúng kiểu party ở nước ngoài luôn. À, những cái cục dưa hấu ở đây. Trò chơi thì có đánh bóng ở phía bên này là trò chơi lái drone với những con chip nhỏ ở trong. Phía bên này là các bạn nữ đang nhảy theo hình nhạc và đọ điểm với nhau. Despacito, despacito,